Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nha các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft FK Survival 1.14.2. Và ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại với series FK Survival. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên đăng like cho mình một like, một share cũng như một click đăng ký. Và đừng quên là kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Ngoài ra nếu như bạn nào là fan chân chính của mình, như yêu mến mình cũng như thích mình là tiếp tục những cái video clip như series và FK Survival, thì đừng quên giúp mình đạt 2000 like cũng như để lại cho mình hashtag, đó chính là fan MK Gaming, hashtag MK Gaming cũng như hashtag MK 1 triệu sub nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với video ngày hôm nay thôi, để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì nha các bạn. Let's go. Đây thì đây là cái gọi là gì ta, cái nông trại của mình các bạn à. Thì trong tập trước á thì mình đã đem thêm rất là nhiều con cừu về, cũng như là nhuộm vài màu sắc các thứ các kiểu. Thì trong tập này chúng ta sẽ dọn dẹp khu này luôn nha các bạn. Tại sao phải dọn dẹp khu này? Tại vì mình sẽ chuẩn bị mở rộng khu này trở thành một cái chỗ để chúng ta có thể farm được cừu tự động. Thì mình sẽ cần phải có một cái khu khá là rộng các bạn, cho nên bắt buộc mình phải di dời hết mấy cái trụ này luôn. Thì chúng ta sẽ dùng cái chỗ này để làm một cái máy farm tự động. Mình có hai phương án lựa chọn các bạn. Một là mình sẽ hạ tụi nó xuống, hai là mình nâng lên. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ hạ cái chuồng, cái chỗ farm ta xuống dưới đất tầm 5 ô phía dưới đất. Còn ở phía trên này á, không, tầm 3 ô thôi. Còn ở phía trên này á, mình sẽ làm một cái hệ thống kho chứa, cũng như là làm một cái hệ thống lọc đồ luôn. Tại vì chúng ta sẽ cần phải lọc theo màu sắc các thứ các kiểu các bạn ạ. Cái này nó chỉ đủ có từ bên này qua bên này là 17 ô. Là nếu như mình tính á thì chúng ta chỉ được mỗi hàng là mỗi màu á, mỗi màu là một hàng rương á, thì chúng ta đủ 16 màu. Đó, trừ ô giữa ra. Và chúng ta sẽ làm lên tầm 5 ô hả ta? Được 5 ô không? Để mình tính coi. 1 2 3, 4. Nếu mà 5 là mình phải cho lên phần mái một cái nữa. Cho nên mình sẽ hạ xuống tầm 3 ô. Mình sẽ hạ xuống tầm 3 ô nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đào ra 3 ô. Đó, đào xuống 1, 2 nè. Và tới đây là 3 ô, thêm 1 ô nữa nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại để bắt đầu làm cái máy farm cừu nha các bạn. Thì chúng ta chỉ cần rất là đơn giản, là không cần cái gì khác, chỉ cần ít xíu đồ thôi. Cho nên các bạn yên tâm, bây giờ mình sẽ dọn cái này ra cái đã. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại ngay nha. Mình cần một ít đất cỏ các bạn à. Nhưng mà bây giờ mà đợi cái gọi là gì ta, đợi cái 8 cục khối cỏ này với lại kết hợp với đất đó, nó ra nó mọc cỏ thì nó sẽ rất là lâu. Cho nên mình quyết định là mình sẽ enchant 3 cây xẻn để xem chúng ta có được xẻn mềm mại không nha. Ok, ta đã wow, 3 cây nghỉ không có luôn quá. Trời ơi. Như vậy là chúng ta không có một cây xẻn nào gọi là mềm mại luôn các bạn ơi. Làm sao mình kiếm được đất cỏ đây? Nếu mình đào bằng cái cúp mềm mại này cũng được, nhưng mà rất là lâu. Cho nên thôi hên xui đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Mình đã đào xuống tầm 5 ô các bạn. Lúc nãy mình quyết định là mình làm ở nửa trên nửa dưới, nhưng mà bây giờ mình quyết định là mình sẽ cho nó xuống dưới luôn. Thì chúng ta sẽ ấp kính ở phía trên để chúng ta có thể quan sát được, coi thử cái máy farm nó hoạt động như thế nào. Còn ở dưới á thì mình sẽ làm cái máy farm luôn. Và mình đã đào ra nè các bạn. Đó, thấy ghê không? Đào ra coi như là quá trời quá đất luôn. Rồi, ở dưới này chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, 18, 19 đúng không? 20 đi, cho nó 20 đi, cho nó đủ. Đó, thì 20. Và ở đây chúng ta sẽ cách ra 3 ô nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cần phải làm, đó chính là các bạn biết sao không? Mình sẽ làm một cái đường cho tụi cừu nó chạy. Thì các bạn làm như thế nào cũng được, miễn sao là tụi nó có thể di chuyển được là ok. Đấy, bây giờ các bạn nên làm như thế này. Đầu tiên thì mình nghĩ là mình sẽ làm cái đường như thế này ở vườn xung quanh. Thì ở đây là bạn sẽ ốp khối cỏ vô. Tại vì ở dưới này các bạn biết tại sao mình phải ốp khối cỏ không? Tại vì khi bạn phải ốp khối cỏ vô để cho tụi gọi là cái đất á nó tự động sinh cỏ, thì tụi cừu nó mới gọi là ăn được các bạn à. Không mà nó sẽ ăn hết cỏ ấy. Khi mà nó ăn hết cỏ thì nó sẽ cũng giống kiểu như là nó hết cỏ thì nó không có phát triển được, nó không có mọc lông lại nhanh được. Phải kiểu như có cỏ thì tụi cừu nó mới mọc lông nhanh. Đó, đầu tiên bạn ốp như thế này nha. Sau đó thì các bạn nên làm những cái đường cho tụi nó đi. Đó, tụi nó sẽ đi vòng vòng nha các bạn. Cho nên mình sẽ ốp vô mình. Ồ, hết đất nữa chứ. Rồi, mình đã chia sẵn cái sườn rồi các bạn ơi. Đó, ở lớp dưới nha các bạn. Lớp dưới là chúng ta sẽ ốp như thế này nha. Sau đó thì
Bây giờ mình sẽ cần phải ốp lên. À, ở phía trên này chúng ta sẽ ốp lại nè, ốp lại. Cái này á nó sẽ chia làm 3 tầng lần các bạn à. Tại vì sao phải chia làm 3 tầng? Tại vì á nó sẽ làm cho tụi cừu á nó đi vòng vòng và nó ăn những cái cỏ ở dưới này nè, cho nên mình bắt buộc phải làm cho nó đi vòng vòng, sau đó mình sẽ sử dụng máy cắt để cắt cỏ nha các bạn. Cắt lông nha các bạn. À, ở điểm giữa này chúng ta chừa ra 4 ô nè, để có gì á hả mình còn cắt lông tụi nó các thứ các kiểu. Đây mình đang phải xen kẽ những cái block cỏ với lại đất thường vô, tại vì mình không có đủ số lượng block cỏ ấy, cho nên khá là lâu các bạn. Đấy, nếu như bạn nào mà có sẵn lóc cỏ luôn ấy thì rất là may mắn luôn ấy, thì tại vì không cần phải đợi các bạn à. Còn nếu các bạn không có thì bắt buộc các bạn phải đợi. Đấy. Ui. Đấy, mình sẽ ốp vô. Ở dưới này thì các bạn cắm đuốc lên nha, để đảm bảo là mấy con nhện đồ nó không có xuất hiện được nha các bạn. Chứ các bạn mà không cắm đuốc lên là tụi nhện nó xuất hiện đấy. Được chưa? Đấy, ốp vô. Đây là bước thứ hai nha các bạn, ốp lên. Rồi bây giờ mình sẽ ốp thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ cần phải thêm một lần nữa là ốp lên trên cái đường này nữa các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ốp lên trên một lần nữa nha. Đấy, lúc nãy là mình đã ốp gọi là xen kẽ đúng không? Bây giờ vẫn tiếp tục xen kẽ nữa các bạn. Đấy, ốp thêm một lần nữa là chúng ta sẽ xong. Tại vì á mình sẽ cần 3 lớp như thế này để cái nó tạo cho ra cái cỏ nó mọc liên tục luôn các bạn, nó sẽ không có bị ngắt quãng luôn. Đấy, cho nên bắt buộc là các bạn sẽ phải ốp. Bây giờ chỉ cần ốp vô cái phần trống thôi. Đó, nó sẽ tạo thành 3 lớp. Cái này thì nói các bạn hơi khó hiểu chút, nhưng mà nói chung là các bạn cứ ốp như thế này nha. Còn mình sẽ để cái link ở dưới phần cái link hướng dẫn ở dưới phần mô tả video cho bạn nào muốn làm theo nha, thì các bạn cứ làm theo cái video hướng dẫn là được. Đấy, chứ mình giải thích thì sợ các bạn cũng không hiểu lắm, nhưng mà nếu có thể thì mình sẽ cố gắng làm một cái video clip để hướng dẫn cho các bạn bằng tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu nha. Ok, up lại. Okay, mình đã up thêm một lớp rồi các bạn. Cái này nó các bạn có thấy nó gọi là nó chồng chéo lên nhau không? Và ở đây mình sẽ có hai cái hopper để ở đây. Và chúng ta sẽ sử dụng cái dispenser nè các bạn. Đó, nó sẽ có cái kéo ở trong, tại vì nó sẽ hoạt động liên tục luôn, thì nó sẽ cắt cái lông cừu luôn các bạn à. Đó, trời ơi, nãy giờ mình để mà cái cỏ đó, các bạn coi dưới này nó thành 4 lớp nha các bạn. Tổng cộng là mình có 4 lớp cỏ luôn. Đây, từ từ để mình đào này ra cho các bạn xem. Đó, tổng cộng là mình có 4 lớp cỏ, cho nên nó sẽ cung cấp cỏ liên tục luôn. Nó cứ ở dưới nó mọc cỏ xong nó lên trên. Nói chung là cố gắng làm sao để cỏ nó mọc nhanh nhất có thể và đẩy cái tụi cừu đi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cần phải sử dụng kính các thứ. Đâu rồi, kính mình đâu rồi ta. Đây, mình sẽ cần một băng nè. Rồi chúng ta sẽ cần những tấm bảng các bạn. Lỡ làm mấy bảng đen thì mình sẽ làm luôn mấy tấm bảng đen luôn. Đấy, chứ mình không thích bảng đen tí nào các bạn à. Tại vì cái chia ra thành nhiều bảng quá thì nó cũng rắc rối rườm rà các thứ. Ủa nãy mình nhớ là mình có mang kính mà ta. À đây, kính đây, nhưng mà số lượng kính này chắc chắn là không đủ và mình đã nấu thêm rồi. Thì bây giờ á chúng ta sẽ cần phải làm thêm mấy cái rương nữa. Ủa mấy cái rương đâu ta? Phải làm thêm hai cái rương nữa mới chuẩn chứ. Thiệt chứ, quên nữa chứ, 1 2 3 4. Ok. Tại vì cái rương này á là ở trên mình sẽ bỏ xuống, mình sẽ bỏ cái kéo vô các bạn, để có gì á cái kéo nó sẽ bị hư mà. Cắt một thời gian thì nó sẽ hư, cho nên mình bắt buộc là mình sẽ phải để vô đây và chúng ta sẽ bỏ kéo vô đây nè. Đó là cái kéo á nó sẽ tự động chạy vào những cái dispenser của chúng ta. Đó là ok luôn. Đây bây giờ chúng ta sẽ cần phải đẩy tụi nó đi làm sao cho nó hết một vòng nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu từ điểm này, đó chạy tới đây. Thì ở những cái góc cua nè thì chúng ta nên đẩy tụi nó, còn không thì tụi nó cũng sẽ tự động đẩy nhau à, cho nên mình bắt buộc không phải là bắt buộc mà mình sẽ gọi là để như thế này thôi nha các bạn. Đó, rồi chúng ta đặt ở đây một cái thì những cái góc cua này tụi nó sẽ tự động đẩy nhau, cho nên các bạn yên tâm đi, không có cần phải làm quá nhiều đâu. Đó, đặt ở đây rồi. Thì những cái đường này thì tụi nó cũng sẽ tự động đẩy luôn, cho nên bạn đặt ở đây. Đấy, làm sao làm miễn sao tụi nó đi một vòng là được rồi, không có quan trọng lắm. Tại vì tụi cừu á khi mà bạn đặt vô nó full ấy thì nó cũng tự động đẩy nhau à. Đấy, đặt bên này cái nữa. Đó, nó cứ chạy một vòng và ăn cỏ các thứ rồi đó. Tiếp tục tới đây thì cứ ở những góc cua á thì nó hơi dễ kẹt, rất là dễ tụi nó bị kẹt lại thì mới đẩy thôi, còn không thì các bạn cứ để tự động tụi nó sẽ tự động đẩy nhau thôi, không có cần mình phải làm gì hết. Đó, đặt ở đây cái, sau đó đặt ở đây. Đấy, tương tự như bên kia thôi, đi một vòng rồi đi tới đây, rồi đặt cái tấm bảng ở đây, sau đó chúng ta đẩy tiếp. Đấy, rồi để ở đây đó, cứ đi như thế này thôi đó, easy game. Ở đây mình đặt rồi hả? Trời, mình đặt lúc nào mình không biết luôn á. Ok, đặt tiếp ở đây một tấm nữa. Và còn không? Trời ơi, hết bảng rồi các bạn ơi.
Ok, mình cần đặt ở đây một tấm nữa là được rồi đó. Ok, mình đã làm xong cái đường nước rồi các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đặt kính vô. Thì đặt kính á, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải ốp 3 ô này lại trước nè. Đó, thế này, đó. Sau đó chúng ta sẽ ốp thêm 2 ô ở đây nữa. Và ốp 1 ô ở đây, 2 ô ở đây. Đó, hơi tối ta. Chắc là mình sẽ phải cắm đuốc ở mấy bên hông mình lên. Tại vì sao? Tại vì tụi kiểu như là tụi cừu á, nó chỉ đi ở phía dưới này thôi các bạn. Nó chỉ ăn ở phía dưới thôi chứ nó không có ăn ở phía trên. Cho nên phía trên này mình phải cắm đuốc lên đấy, tạo cho nó sáng lên các bạn, cho nó khá là tối này. Đó, các bạn cắm đuốc lên nha. Đấy, cắm lên. Đó, trời ơi. Tí nữa khi các bạn thả tụi cừu vô đây á, thì các bạn bắt buộc cũng phải cho tụi nó ăn thêm nữa nha. Sau đó bạn lấy mấy cái thuốc nhựa, mấy cái bạn nhựa của nó là ok à. Tại vì mình cho tụi nó ăn nhưng mà mình mới có được có mấy màu à, mới 2-3 màu à. Mình chưa có đủ 16 màu, tại vì các bạn cần phải làm đủ 16 màu luôn thì kiểu như là cái tác dụng của cái máy farm này nó mới được cải thiện các bạn à. Chứ không các bạn làm mà 2-3 màu thì nó sẽ khá là ít. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta sẽ cần phải ốp lại. Đó, chỗ này đúng không? Bây giờ nè, còn phần còn lại thì các bạn cứ ốp kính lên. Chết, mình phải ốp lên một ô. Đó, ốp lên một ô như thế này nè. Đấy, đi theo cái đường viền thôi các bạn. Đó, như thế này là xong. Như vậy là chúng ta gần hoàn thiện cái máy farm lông cừu của mình rồi đó. Đấy, cứ ốp theo cái đường này thôi. Đây, mình ốp xong phần kính rồi nè các bạn ơi. Bây giờ chúng ta chỉ cần kích hoạt hai cái gì ta gọi là dispenser đó thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng hai cái observer nha các bạn. Thì hai cái observer này nó phải quay vào nhau, cho nên mình từ từ nha, mình sẽ đặt ở đây một block. Sau đó chúng ta sẽ để vô, nhìn vô. Đấy, như thế này. Đấy, nhìn vô. Bây giờ khó gì. Đó, thì nó sẽ kích hai cái dispenser của ta liên tục luôn. Thì khi mà tụi cừu nó đi qua đây nè, tí nữa mình bỏ cái gọi là cái gì ta, tí nữa mình bỏ cái hai cái kéo vô ấy, thì nó sẽ tự động cắt lông cừu và nó sẽ chảy vô cái hopper. Và ở dưới này nè, mình có một cái rương rồi, thì mình sẽ chứa được cái số lượng lông cừu đó. Còn mình muốn chuyển lên á, thì mình chỉ cần xuống dưới đó và cho tụi nó đi lên trên ở điểm nào đó thôi là ok. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gọi là thả tụi cừu ra nha các bạn. Thì thả tụi nó vô thì các bạn sẽ cần phải đặt một đào một cái chỗ ha. Mình sẽ phải cần phải chặn tụi nó lại nè, chặn lại. Đi ra. Mình sẽ chặn tụi nó lại nha. Chặn chỗ này, mình nghĩ là thả tụi nó ngay chỗ điểm nước nè. Thì tụi nó sẽ không có bị chết các bạn à. Tại vì mình sợ thả vô mấy cái điểm kia thì tụi nó sẽ chết. Đấy, cho nên mình sẽ thả tụi nó vô điểm nước nha. Đấy. Ốp lên ô nữa, đảm bảo tụi nó không có leo ra ngoài. Đấy, thả ngay điểm nước cho tụi nó rớt xuống nha các bạn. Ok, cúp mềm mại đúng không? Đó, rồi. Thì tụi nó sẽ rớt xuống đó đúng không? Thì chắc mình chặn ở đây cho nó an toàn đi các bạn. Tí nữa rồi chúng ta sẽ mở ra. Rồi, bây giờ mình chỉ việc lấy thêm mấy cái lấy thêm mấy cái lúa thôi. Mình dẫn tụi nó xuống dưới. Rồi trong lúc đó thì mình cho tụi nó ăn luôn. Uầy, sao lại có mấy anh cướp dân làng ở đây? No. Tha bé đang làm việc mà. Ok, đây, lũ đây. Hello. Đấy, tụi nó sẽ tự động đẩy nhau rớt xuống các bạn. Đi ra đây, đi nhanh. Đây, cho tụi nó ăn luôn, sẵn mình sẽ cho tụi nó ăn luôn. Đi xuống đây. Đấy, đi xuống đây, đó, đi xuống nào, ngoan ngoãn đi xuống nào. Hiện tại là, ây cha, cụ con rớt ra ngoài nữa chứ, vãi nồi thật. Đây còn mấy con nữa, cố lên đi ra luôn. Này được không ta? Được. Rồi ra. Đây. Nhanh. Rồi xuống đi. Đó, xuống. Xuống dưới đi. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống đây bỏ mấy cái kéo vô nha các bạn để xem thử coi nó cắt có được nhiều không nha. Ok, bỏ vô rồi. Đấy, xong rồi bây giờ thì thích thì đó. Thì hiện tại con này đi lên đây được. À, giờ nó là cừu con. Mà bây giờ nó bị nó được thì phải giết thôi. Nó con cừu con thì nó mới đi lên trên này được nha các bạn. Còn cừu tại vì này mình lúc nãy mình có cho tụi nó ăn ấy, nhưng mà bây giờ không biết là bây giờ cho ăn ở dưới này tụi nó có lên được không ta. Mình nghĩ là bây giờ chắc là mình nếu mà mình chặn hết á các bạn thì nó lại bị tối. Khó chịu nha. Đó, nó bị cắt lông cừu rồi nè. Cừu nó bị cắt lông chứ không phải nó bị cắt lông cừu. Ok, để mình chặn lại hết đi cho nó. Mình cắm đuốc ở phía dưới thì sao, đúng không? Cắm đuốc ở trên cái đất trên cái kính luôn cũng được, tại vì mình sợ là nó bị tối ấy. Đấy,
ok, để cắm hết đi, sau đó mình sẽ cho tụi nó ăn thật là nhiều các bạn, để nó đẻ ra mấy con cừu các kiểu, tại vì mình đang ít cừu quá thì sẽ nó không được nhiều đâu các bạn. Nếu mà ít cừu như thế này á thì khi mà mình và lại thêm mình farm ấy thì nó được ít lắm, được ít lông lắm, tại vì có mấy con mà để gì cũng không được nhiều màu nữa, thì mình sẽ cho tụi nó ăn để tụi nó đẻ ra thật là nhiều, sau đó thì nhuộm màu và chúng ta chỉ việc để yên rồi đó. Quay cái này nó bị ấy ra ngoài luôn này, chắc là mình sẽ phải chỉnh lại cái hopper một tí, thì chúng ta sẽ mở rộng cái hopper ra một chút, tại vì chắc là do nó chạy cái đường nước nó chạy nhanh quá, cái hopper nó hút không kịp đó các bạn. Ok, up vô nè. Yeah. Cái đóng mình lại không tốn đóng kính của mình luôn mấy bạn. Bây giờ mình đi lấy thêm kính cái đã nha. Đây là thành quả nãy giờ các bạn, 31 lên trắng, 6 lên nâu, 2 lên xám nhạt và 2 lên xám. Đó, đó là mới là ít thôi các bạn. Thì bây giờ chắc là mình sẽ không thể sử dụng cách này được các bạn, mình sẽ phải nuôi cừu ở phía trên các bạn à. Chứ sử dụng cách ốp như thế này á là tụi cái ở dưới cái đất á nó sẽ không có mọc cỏ được các bạn, cho nên mình bắt buộc phải dọn cái cách này nha. Và mình sẽ dụ tụi cừu mà làm một cái chuồng ở phía trên cũng được, mình sẽ nuôi tụi nó ở phía trên sau đó mình sẽ thả cho tụi nó rớt xuống dưới nha các bạn. Chứ bây giờ mà nuôi bằng cách này nó không khả thi lắm. Đấy, thì cái đó thì cứ để từ từ chúng ta tính ha. Còn bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ cần phải gọi là làm cái chỗ để chứa đồ, thì hiện tại là cũng chưa nhiều lắm nên chắc cũng chưa cần chứa ha, cần nhiều lắm đâu. Để mình xem nữa coi, nếu chưa nhiều lắm thì mình cũng sẽ chưa cần chứa tụi nó đâu các bạn, chưa cần chứa lông đâu, tại vì để cái rương ở giữa thì nó cũng sẽ giúp chúng ta thu hoạch cũng khá khá đấy. Ok các bạn ơi, như vậy là mình đã gọi là làm được xong tầm 80-85% cái máy farm lông cừu các bạn. Thì bây giờ nè, để cho các bạn xem lại cuối cùng nè. Wow, quá trời luôn này, mà mình chỉ cần mà nuôi thêm tầm 5-60 con nữa thả vô thì chúng ta sẽ có một đống lông cừu mà không cần phải làm cái gì hết, nó sẽ tự động, mình chỉ việc bỏ cái kéo vô cho nó cắt thôi. Ok, công việc farm lông cừu chúng ta tạm dừng ở đây đi ha. Bây giờ mình sẽ đi qua cái khu vực gọi là nhà máy của chúng ta. Đó, các bạn thấy không? Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng farm quên trang trí luôn cái quả bí ngô này cho nó cái quả dưa hấu này cho nó xong luôn. Đó, và mình sẽ review nhẹ bên này một xíu cho các bạn nè. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái trụ nữa các bạn, mình đã làm ở trong cái lúc mình livestream nè. Thì bây giờ mình sẽ không có livestream về MK Survival nữa, và mình sẽ tách ra, đó chính là ở trong thế giới này mình có làm thêm một cái ngôi làng nữa các bạn, nhưng mà cái ngôi làng đó chỉ được xây dựng khi mình livestream thôi, cho nên các bạn nào muốn theo dõi mình xây dựng ngôi làng đó thì nhớ theo dõi mình livestream vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại công việc ngày hôm nay, là mình sẽ cố gắng trang trí cái quả dưa hấu này cho nó bự bằng cái quả bí ngô luôn. Sau đó chúng ta sẽ gọi là cố gắng làm thêm một cái lớp hàng rào ở đây nữa nếu như còn thời gian. Thì ở đây mình sẽ làm một cái khu vực gọi là khu vực nhà máy các bạn, tổng hợp những cái máy farm ở khu vực này, như là máy tất cả các loại máy farm luôn. Nếu như chúng ta có thể làm được, chúng ta sẽ trang trí đó. Còn nguyên một mảnh đất rộng ơi là rộng ở bên kia luôn thì mình có thể trang trí được. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọi là làm cho nó xong cái quả dưa hấu luôn nha. Làm y chang luôn, cái mặt y chang như thế này, nhưng mà chỉ đổi màu thôi nha các bạn. Mình sẽ vẫn sử dụng màu nâu với màu đen để làm con mắt và cái miệng. Còn lại thì chúng ta sẽ đổi màu xanh, phối màu xanh vô là ok rồi. Thank you.
luôn các bạn. Đó, thì chắc là trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ cố gắng trang trí ba mặt còn lại nha các bạn. Ở trên thì khỏi trang trí cũng được, tại vì mình cũng không có dự định trang trí ở trên, ở trên mình không có nhìn thấy ấy. Nếu như sau này có thể thì chúng ta sẽ trang trí ở trên nếu như mà mình dùng cái tấm bản đồ các bạn. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ từ từ trang trí đấy. Ngoài ra thì xung quanh đây chắc là ốp thêm vài cái lá và cái dây leo thì nhìn nó sẽ khá là ok. Thì được rồi, nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục cái series này thì đừng quên lên cho mình một like, một share, một cái đăng ký nha. Và đừng quên là kích vào chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi livestream hàng ngày lúc 5 giờ chiều nha. Bye bye.